Cách nhận biết nước muối, nước đường và nước cất. Nước muối, nước đường, nước cất. Để thu được nước đường thì chúng ta sẽ hòa tan đường vào nước. Để thu được nước muối thì chúng ta sẽ hòa tan muối vào nước. Còn nước cất là nước mà chúng ta chưng cất các loại nước tự nhiên. Ví dụ như nước mưa, nước biển vân vân thì chúng ta sẽ thu được nước cất. Thì nước đường là một dung dịch, nó là một hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi, nước. Nước ở đây là nước cất nghe, và chất tan là đường. Tương tự nước muối cũng vậy, nước muối là một hỗn hợp đồng nhất của dung môi, nước, nước cất và chất tan là muối. Thì rõ ràng là nước đường, nước muối hay là nước cất thì chúng đều là chất lỏng không màu. Chúng ta quan sát, chúng ta nhìn thì nó là chất lỏng không màu. Nếu chúng ta nếm thử thì nước muối nó sẽ có vị mặn, nước đường sẽ có vị ngọt, còn nước cất là không có vị. Như vậy nếu mà nhờ nếm thử thì chúng ta có thể biết được đâu là nước đường, đâu là nước muối và đâu là nước cất. Tuy nhiên nếu đề bài không cho chúng ta cái dùng phương pháp nếm thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đốt chất lỏng. Nếu không cho dùng phương pháp nếm thì chúng ta có thể dùng phương pháp đốt chất lỏng. Cái phương pháp đó như sau. Chúng ta sẽ lấy một ít mẫu thử gồm nước đường, nước muối và nước cất. Sau đó chúng ta sẽ đốt chúng trên ngọn lửa đèn cầy. Thì nếu là nước đường thì khi nước bay hơi xong, nói chung là thực tế là nước chưa có bay hơi xong đâu, thì thấy xuất hiện chất rắn và sau đó là chất rắn nó sẽ bị hóa đen. Thực ra là chúng ta sẽ thấy cái khi mà nước gần bay hơi hết thì nó sệt lại rồi. Cái màu chất đó nó sẽ chuyển sang màu nâu rồi sang màu đen. Còn nếu như đó là nước muối thì sau khi nước bay hơi hết chúng ta sẽ thu được một chất rắn. Nếu tiếp tục đun đốt cái chất rắn này lên thì chất rắn này nó không cháy. Còn nếu là nước muối, nước cất thì sao? Khi mà đun cái nước cất thì nước bay hơi hết và sau khi nước bay hơi xong thì không thu được chất rắn. Dưới đây sẽ là video về cái quá trình phân biệt từng loại nước đường, nước muối cũng như là nước cất. Thấy chưa? Đúng chưa? Đó, cháy đen luôn nè, thấy không? Em mừng. Đúng chưa? Đây chính là mẫu nước đường chưa?